ngày 3 tháng 7, sau 3 ngày đám cháy xảy ra tại khu xưởng may ở khu công nghiệp Phú Tài, thì tại xưởng gỗ của doanh nghiệp đóng trong khu công nghiệp này tiếp tục bùng lửa cháy dữ dội. Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 3 tháng 7, tại khu xưởng chứa đồ gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phát đóng giữa khu công nghiệp Phú Tài, thành phố Quy Nhơn, Bình Định bốc cháy. Thời điểm lửa bùng phát, trong xưởng có hàng trăm công nhân đang làm việc. Rất may các công nhân đang nghỉ ca, sắp bước vào ca mới nên không bị ảnh hưởng gì, một nhân chứng vụ cháy cho hay. Trực tiếp chỉ huy khống chế đám cháy, Đại tá Nguyễn Văn Long, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị nhận được thông tin vụ cháy lúc 9 giờ hơn. Ngay lập tức, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy huy động 12 phương tiện cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Đến 14 giờ 15 phút cùng ngày, Đại tá Nguyễn Văn Long cho biết ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, các chiến sĩ vẫn đang tiếp tục duy trì lực lượng, chia thành nhiều mũi để khống chế đám lửa cháy.